Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thời khắc xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn. Khởi công cao tốc Hòa Bình Mộc Châu trong quý 2 2024. Chủ điện máy Thế giới di động đang thống lĩnh thị trường Indonesia. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một tháp biểu tượng ở cửa ngõ phía đông thành phố. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Tối 14 tháng 4, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết đã làm việc với các bên liên quan, trích xuất camera hành trình để xác định nguyên nhân xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn, làm một người chết, hàng chục người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13 tháng 4. Lúc này tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển xe khách biển kiểm soát 50H36598, loại 36 chỗ. Trên xe có 23 người lưu thông trên quốc lộ 24, theo hướng thành phố Kon Tum đi khu du lịch Măng Đen. Đây là xe chở đoàn cán bộ của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình trích xuất camera xác định thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách biển kiểm soát 50H36598 đang cố vượt xe tải chạy cùng chiều phía trước. Khi hai xe đang song song nhau thì xe tải biển kiểm soát 81H02799 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, vừa lên hết khúc cua đi tới. Lúc này xe khách biển kiểm soát 50H36598 đã tông vào xe biển kiểm soát 81H02799, sau đó xe khách bị lật nghiêng bên vệ đường. Vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh tử vong tại chỗ và 24 người trên hai xe bị thương được đưa đến cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Đến chiều tối ngày 14 tháng 4, tất cả 24 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách chở đoàn cán bộ của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Cuối năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn km 19+000 đến km 53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng với chiều dài 34 km, điểm đầu thuộc thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, Hòa Bình, điểm cuối ở xã Triền Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028. Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Hòa Bình. Giai đoạn đầu đường được thiết kế hai làn xe, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến đường được thiết kế tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc 80 km/h. Tuyến đường có 3 hầm, 30 cầu, trong đó 29 cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dưỡng lực, một cầu dây văng vượt lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Ngày 15 tháng 4, trao đổi với Lao động, ông Nguyễn Trường Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Hòa Bình thông tin, đơn vị đang khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong tháng 4 năm 2024 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động chiều 13 tháng 4, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi Thế giới Di động.com cho biết đã cùng đối tác Erazaza Digital mở cửa hàng điện thoại điện máy thứ 55 sau gần 1,5 năm có mặt tại thị trường Indonesia. Theo đó, mỗi cửa hàng Erazaza với diện tích khoảng 300m² có doanh thu bình quân 4,5 tỷ đồng trên cửa hàng trên tháng. Còn cửa hàng 180m² có doanh thu mỗi tháng là 2,5 tỷ đồng trên cửa hàng. Hiện chuỗi này đã đạt mốc hòa vốn ở cấp độ cửa hàng. Dự kiến trong năm nay chuỗi sẽ nâng số lượng cửa hàng lên không quá 100 điểm và hòa vốn ở cấp độ công ty. Với những gì đang diễn ra, chúng tôi tin tưởng Era Blue sẽ sớm đạt được mục tiêu như đã dự định. Dư địa để Era Blue phát triển còn rất lớn. Sau khi hòa vốn ở cấp độ công ty, chúng tôi sẽ tăng tốc mở rộng tiến tới mục tiêu 2027 đạt 500 cửa hàng. CEO Thế giới Di động.com nhấn mạnh. Chia sẻ với Trí thức Z News, ông Hiểu Em cho biết, cộng các đối thủ cạnh tranh hiện tại của Era Blue chỉ khoảng 60 cửa hàng. Hiện Era Blue đang chiếm thị phần lớn nhất về cả số lượng cửa hàng lẫn doanh thu nếu so 1-1 với nhau. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Trong buổi thị sát của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại nút giao An Phú mới đây, chủ đầu tư có báo cáo về tháp khát vọng ở nút giao An Phú.
Có thể tháp khát vọng chưa thực sự tương xứng về quy mô và chưa trở thành biểu tượng của thành phố Thủ Đức. Vì vậy, Ban Giao thông đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức nghiên cứu đề xuất phương án và đặt ở vị trí phù hợp như kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ sau nhiều lần thị sát dự án xây dựng nút giao An Phú. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ban Giao thông đề xuất tìm phương án làm tháp biểu tượng khát vọng của Thành phố Thủ Đức ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh cho tương xứng. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã thống nhất và giao cho Ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức chủ trì nghiên cứu và đề xuất phương án kiến trúc và cả vị trí xây dựng. Đường vành đai 2 chuẩn bị xây dựng cũng là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường có vị trí vô cùng quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức. Vì vậy, các đơn vị cần nghiên cứu tìm vị trí đặt tháp biểu tượng cho phù hợp. Chủ tịch Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gợi ý: tháp biểu tượng của Thành phố Thủ Đức sẽ sử dụng bản thiết kế đã đạt giải trong cuộc thi tuyển thiết kế tháp biểu tượng ở nút giao An Phú. Tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông, tỷ lệ 1/500. Hiện quận Hà Đông đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các sở ban ngành của thành phố lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án để trình Hội đồng Nhân dân quận thông qua trong thời gian sớm nhất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông, chủ đầu tư dự án cho biết tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 950.128 m², diện tích đất đã giải phóng mặt bằng chiếm 55,6%, chưa giải phóng mặt bằng 44,4%, thuộc địa phận phường Hà Cầu và phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Dự án công viên Hà Đông có tổng mức đầu tư trên 1.251 tỷ đồng và dự kiến xây dựng trong giai đoạn từ năm 2024 tới năm 2027 sẽ hoàn thành. Sáng 12 tháng 4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm chuẩn bị cho chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Vietnam International Sourcing 2024. Năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế Vietnam International Sourcing 2023. Đây là sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, thu hút được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước đến các tập đoàn phân phối, nhập khẩu quốc tế từ nhiều nước trên thế giới. Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Bộ Công Thương nhấn mạnh, sự kiện khẳng định Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng cho thị trường thế giới nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú về chủng loại, cạnh tranh về giá cả. Với chất lượng ngày càng được cải thiện, bảo đảm nguồn cung bền vững, các doanh nghiệp Việt cũng ngày càng nâng cấp năng lực cung ứng của mình, nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Năm 2024, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024, Vietnam International Sourcing 2024. Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6. Trong 3 ngày, các hội thảo chuyên đề và kết nối giao thương sẽ được tổ chức xuyên suốt với sự góp mặt của các tập đoàn lớn như Aeon, Uniqlo, Nhật Bản, Walmart, Amazon, Safeway, Hoa Kỳ, Falabella, Chile, Carrefour, Decathlon, Pháp, Central Group, Thái Lan, Coppel, Mexico, IKEA, Thụy Điển, Lulu, UAE, cũng như các nhà thu mua chuyên nghiệp cho các chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo số liệu Hải quan Việt Nam, tính chung quý 1 năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 178 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 93 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 85 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ đô la Mỹ. Quý 1 năm 2024, doanh nghiệp đã rất nỗ lực và vượt qua khó khăn để bước vào giai đoạn xuất khẩu bền vững hơn. Do vậy, sự kiện Vietnam International Sourcing 2024 tổ chức vào tháng 6 năm 2024 được đánh giá là rất đúng thời điểm, ông Tạ Hoàng Linh đánh giá. Thông tin về chuỗi sự kiện, ông Linh cho biết Vietnam International Sourcing 2024 có quy mô 10.000 m² dành cho 500 doanh nghiệp, đại diện các lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng quốc tế, tập trung vào 5 ngành hàng, thực phẩm, dệt may, giày dép, ba lô, túi sách, đồ thể thao và dã ngoại, đồ gia dụng và nội thất. Bên cạnh đó, sự kiện năm nay cũng ghi nhận sự quan tâm tham gia lớn chưa từng có của các tập đoàn phân phối thu mua lớn trên thế giới. Tham dự Vietnam International Sourcing 2024, ngoài các hỗ trợ về logistics, các nhà thu mua quốc tế sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ và làm việc trực tiếp với nhà cung ứng chuyên nghiệp, các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam để trao đổi về cơ hội hợp tác kinh doanh, cơ hội khám phá tiềm năng cung ứng những sản phẩm mới, chất lượng cao và có tính cạnh tranh của Việt Nam, mở rộng và đa dạng hóa nguồn hàng thu mua, đồng thời được hỗ trợ trong việc kết nối trước triển lãm,
gặp gỡ giao thương B2B tại triển lãm, khảo sát thực địa, thăm nhà máy tại các địa phương. Đại diện các tập đoàn bán lẻ hàng đầu như Walmart, Amazon, Aeon, Central Retail đánh giá cao chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa Việt Nam, Việt Nam International Sourcing 2024 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cho biết sự kiện năm nay, Việt Nam International Sourcing 2024, các đơn vị sẽ tăng cường cử thêm nhiều nhân sự, các đoàn thu mua tham dự để có thể tìm kiếm, mở rộng hợp tác thêm được nhiều nguồn hàng chất lượng từ các doanh nghiệp Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.